làm rõ tin đồn bí thư xã và nữ cấp dưới buổi tối cố thủ trong nhiệm sở. Sáng ngày 15 tháng 5, ông Tạ Kim Doãn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Nga Sơn cho biết, cơ quan này đã vào cuộc xác minh thông tin người dân tố cáo ông PV Thờ, sinh năm 1967, bí thư đảng ủy xã Nga Hưng và bà Thờ, sinh năm 1971, cán bộ hội phụ nữ xã, buổi tối ngày 28 tháng 3 năm 2019, đã cùng đi vào một phòng trên tầng 3 của công sở xã Nga Hưng. Khi bị người dân phát hiện thì cố thủ trong phòng không chịu ra. Chúng tôi đã vào cuộc xác minh, hôm đó hai ông bà này đúng là có mặt tại công sở xã. Tuy nhiên, không có chuyện trai trên gái dưới nên chúng tôi không lập biên bản sự việc. Qua xác minh thì tối hôm đó ông Thờ có tới công sở làm việc, tuy nhiên trước đó ông Thờ có uống rượu nên sau khi ra công sở ông ấy đã ngủ thiếp đi, sau đó anh em có đưa về nhà. Còn bà Thờ nói lý do có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Nga Hưng là vì buổi sáng và buổi tối ngày nào bà Thờ cũng đi tập thể dục ở đây, vì công sở xã không khóa, ông Doãn cho biết. Hiện không có bằng chứng để xử lý, chúng tôi đang đề nghị người dân cung cấp thêm bằng chứng, nếu có chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không bao che, ông Doãn khẳng định. Còn theo ông Dương Đình Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Hưng, hôm đó nhận tin báo, ông có đến công sở xã và thấy ông Thờ nằm ở phòng làm việc của ông ấy trong tình trạng say rượu. Tới sáng hôm sau, chúng tôi nghe dư luận bà con phản ánh buổi tối ông Thờ có ở trong phòng hội phụ nữ xã cùng với chị Thờ trên tầng 3, nên tôi đã giao cho ban công an xã xác minh, báo cáo về công an huyện, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, sau đó huyện ủy có giao ủy ban kiểm tra về xác minh. Tuy nhiên, cơ quan này đang kiểm tra thì ông Thờ bị ốm nên hiện vẫn chưa có kết quả, ông Ngọc thông tin. Cũng theo ông Ngọc, bà Thờ là ủy viên thường vụ hội phụ nữ xã Nga Hưng, bà Thờ là một trong ba người có chìa khóa riêng phòng làm việc trên tầng 3 của Ủy ban Nhân dân xã Nga Hưng. Trước đó, vào khoảng 19h45 phút tối ngày 28 tháng 3, người dân thôn Hưng Bách, xã Nga Hưng khi đang đi thể dục ngoài đường trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, thì bất ngờ phát hiện một đôi nam nữ đi vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, lên tầng 3 vào phòng hội phụ nữ xã rồi đóng cửa lại, chốt bên trong. Ngay sau đó, người dân đã báo với công an xã Nga Hưng và bảo vệ đến kiểm tra. Nghi ngờ có trộm đột nhập nên công an xã và bảo vệ đã kiểm tra 5 phòng làm việc ở tầng 2 nhưng không có người. Khi kiểm tra phòng của hội phụ nữ tầng 3 thì có tiếng động bên trong nhưng không có chìa khóa để mở. Đến khi phó chủ tịch hội phụ nữ xã mang chìa khóa tới mở cửa thì không được, do cửa bị chốt bên trong. Người dân đã giữ hiện trường chờ cơ quan chức năng đến giải quyết. Khi công an xã đập cửa thì có một người đàn ông trong phòng đi ra ngoài. Đến 5 giờ sáng ngày 29 tháng 3, người dân phát hiện một người phụ nữ đang trốn ở cầu thang. Bình minh, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.